Trung Nguyên chúc cho các quý vị sức khỏe lúc nào cũng luôn dồi dào. Và bây giờ Trung Nguyên đi vào những bản tin thời sự hấp dẫn nóng bỏng mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Với một cái tựa đề rất là hấp dẫn đúng không? À, các quý vị cũng biết là cái chiến sự của Ukraine, nó là một cái thước đo lường và cái tương lai của thế giới nó sẽ nằm ở trong cái cuộc chiến sự này. Cái cuộc chiến sự này nó không đơn giản chỉ có Nga và Ukraine đánh qua đánh lại hai quốc gia, mà nó là một cái tư tưởng độc tài và tự do đang đối đầu. Và cuộc chiến tranh này chúng ta đã thấy bắt đầu là NATO càng ngày càng tham chiến, tham không trực tiếp mà tham gián tiếp, và sự yểm trợ của NATO và châu Âu càng ngày càng mãnh liệt. Đặc biệt là thời gian gần đây, chúng ta đã thấy được cái gói trợ cấp của Mỹ đã thay đổi hết tất cả cái quan điểm, và chúng ta thấy được cái sự quyết tâm của châu Âu nó càng ngày càng mãnh liệt. Và cái điều này đã thấy rõ được Ukraine là trọng điểm của thế giới. Mà ngày hôm nay các quý vị cũng biết đó, không phải Nguyên đưa cái tựa đề này đâu. Cái người mà gợi ý cho Nguyên cái tựa đề này là một vị tổng thống. Mà Nguyên nói ra cái tên ông này thì các quý vị sẽ rất là ngạc nhiên. Ông này là tổng thống Sashenko, tổng thống Belarus. Nguyên lần đầu tiên Nguyên mới thấy là ông Belarus đã nhận định một cái vấn đề gì nó đúng đắn. Ông ta nói là tương lai của thế giới nó nằm ở trong cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Đây là lời phát biểu của tổng thống Belarus. Cho Nguyên nói là từ đó tới giờ Nguyên chưa thấy bao giờ ông ta phát biểu một cái câu nói nào khá là sâu sắc. Nhưng mà đợt này thì Nguyên thừa nhận đồng ý với ông. Cuộc chiến tranh Ukraine nó không chỉ đơn giản là hai quốc gia, mà nó đang định đoạt cái trật tự của thế giới. Hiện bây giờ trật tự của thế giới nó đang xáo trộn, nó đang xáo trộn. Thế giới ngày hôm nay nó không giống như xưa. Cái sự việc rõ nét chúng ta thấy được cái căng thẳng của thế giới nó leo thang từ khởi đầu xuất phát từ cuộc chiến tranh xâm lược Nga và Ukraine. Nó đã dẫn đến nhiều cái mâu thuẫn khác và hiện bây giờ cả thế giới đang sôi động. Hiện bây giờ trên cuộc chiến trường chúng ta không nắm rõ được ai là người thắng, ai là bại. Nhưng đối với Nguyên, hiện bây giờ Nga vẫn đang giữ 1/3 lãnh thổ của Ukraine. Là một cái điều mà Ukraine phải bằng bất cứ giá nào phải lấy lại cho bằng được. Và tìm làm sao cho cái biện pháp lập được cái hòa bình trong những ngày kế tiếp. Và cái sự yểm trợ của Mỹ và châu Âu, sự quyết tâm của Mỹ và châu Âu nó sẽ là một sự quyết định để đối kháng với Nga gián tiếp hay trực tiếp trong tương lai. Các quý vị cũng biết là cái gói trợ cấp của Mỹ nó đã dẫn đến Nga phải họp khẩn cấp. Ngày hôm nay thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nga đã họp với tất cả những tướng lãnh của Nga để đưa ra một cái kế hoạch để đối phó cái gói trợ cấp của Mỹ. Và ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã công bố sau đây. Ông ta nói rằng lực lượng của chúng tôi vẫn tiếp tục làm cái nhiệm vụ ở tại Ukraine và khi chừng nào đạt được mà thôi. Và cái kho vũ khí của châu Âu chuyển trợ chúng ta sẽ cố gắng tối đa tiêu hủy nó. Vũ khí của Mỹ hoàn toàn chưa đến đầy đủ để viện trợ Ukraine. Chỉ có mới là cái gói trợ cấp đầu tiên là 1 tỷ Mỹ Kim do Tổng thống Joe Biden sẽ gửi. Và hiện bây giờ thì Nga đã đe dọa tiêu hủy vũ khí này khi đến đất nước Ukraine. Thì họ cố gắng. Tất nhiên là mục tiêu của họ là gì? Bề mặt thì họ nói họ không sợ. Tôi không có sợ đâu. Vũ khí của Mỹ có đến đi nữa cũng không thay đổi được vấn đề. Trên chiến trường chúng tôi cũng chiến thắng. Bề mặt thì họ nói như thế, nhưng thực tế họ rất là đang lo. Và họ đang tìm những biện pháp làm sao tiêu hủy cái kho hàng này đến Ukraine bằng bất cứ mọi hình thức. Nên hiện bây giờ họ đưa ra một cái kế hoạch, và cái kế hoạch họ rất là công khai. Họ nhắm vào kho hàng sắp tới viện trợ tới đây. Cái kho hàng sẽ viện trợ cho Ukraine, trong đó có hệ thống Patriot, nhiều vũ khí đáng lo giống như là quả tiễn tầm xa, vân vân và vân vân. Nói về quả tiễn tầm xa, bữa nay có một bản tin bí mật mà tờ báo New York Times nó mới vừa tiết lộ. Nếu các bác nào không tin New York Times thì không sao ha. Chúng ta nghe cho nó vui. Vì trong diễn đàn của chúng ta có nhiều bác Cộng Hòa thì không thích nghe báo của Đảng Dân Chủ. Mà mấy bác Đảng Dân Chủ thì không thích nghe báo của Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà nghe cho nó vui đi nhé.
máy bác Đảng Cộng Hòa trong diễn đàn của Nguyên khá đông. Theo tờ báo New York Times cho biết là Tổng thống Joe đã âm thầm gửi 100 quả tiễn ATACMS tầm xa cho Ukraine trước đây một tuần rồi. Nó hơi bị lạ lạ đó. Bởi vì đúng ra thì Tổng thống Joe không được phép làm điều đó. Nếu đây là bản tin có thật. Vì Tổng thống Joe phải chờ ký cái xác lệnh để mà nhận cái sự viện trợ thì mới chuyển quả tiễn được. Mà theo New York Times, họ không biết họ lấy nguồn tin từ đâu. Họ nói là Tổng thống Joe đã ban lệnh cho phép ngũ giác đài đã gửi 100 quả tiễn tầm xa cho Ukraine trước khi lệnh được ký xuống, trước khi cái gói trợ cấp hoàn toàn được thông qua. Có thật gì hay không thì mình không biết. Nguyên nói thật thì người báo chia sao thì Nguyên lặp lại. Thì Nguyên không biết có phải thật gì hay không. Nếu mà thật vậy thì cũng đỡ. Nếu mà thực tế mà có thêm một cái 100 quả tiễn mà ATACMS tầm xa bắn có khoảng 300 cây số, nó sẽ giúp đỡ Ukraine rất là nhiều để ngăn chặn trong cái giai đoạn này, cái giai đoạn mà vũ khí phương Tây chưa đến, mà Nga đang lợi dụng thời cơ để mà tấn công ồ ạt, để tìm những cuộc chiến thắng nhỏ ở khu vực biên giới. Thì đây cũng là một cái cơ hội cho Ukraine có thêm cơ hội để ngăn chặn. Nhưng mà cho Nguyên nói, đây là báo, nó kêu là nguồn tin rò rỉ. Chúng ta không thể xác thực vì hiện bây giờ ngũ giác đài, tòa bạch ốc không bao giờ dám công bố cái điều đó. Nên là chúng ta có thể tin hay không tin, đó là tùy theo cái quan điểm của mọi người. Còn Nguyên thì Nguyên không dám nói cái gì cả. Nguyên chỉ lập cái bản tin của New York Times và họ nói rằng là họ đã biết được cái tin mật là Mỹ đã âm thầm gửi trước đó một tình. Đó. Cái điều này thì chúng ta chờ xem coi nó có phải thật gì hay không. Thì hiện bây giờ tình trạng của Nga và Ukraine trên chiến trường nó như thế nào? Nguồn tin rò rỉ, cái tin đó nó khó hiểu lắm các quý vị. Mấy báo chí lớn nó có tình báo, mà nhiều khi tin rò rỉ chưa chắc là tin thật nha. Tin rò rỉ có nghĩa là hên xui đó. Các quý vị phải nhớ là khi tin rò rỉ là tin hên xui. Nhiều khi nó đúng mà nhiều khi nó sai. Nên là nhiều khi chúng ta không thể quá đặt niềm tin trong những bản tin như vậy. Và bây giờ tình trạng trên chiến trường để cho Nguyên cập nhật cho các quý vị, để cho các quý vị hiểu rằng Nga có thể tìm được cuộc chiến thắng nhỏ. Hiện bây giờ Nga đang chú tâm vào một cái thành, một cái ngôi làng Tekshihi, với số lượng dân ở đó là 12.000 dân thôi. 12.000 dân ở gần khu vực Bakhmut. Nga đang dồn lực lượng. Mục đích của Nga là tìm một cuộc chiến thắng nhỏ. Và cuộc chiến thắng này nó có đáng hay không? Các quý vị cũng biết là cái thành phố Dakivka là một cái thành phố mà mới vừa bị thất thủ cách đây không lâu. Dân số nó chỉ có 10 mấy ngàn dân, 16 ngàn dân ở đó. Và Nga mất gần 6 tháng để chiếm được cái thành phố đó. Và mỗi ngày Nga mất gần 1.000 binh sĩ. 1.000 binh sĩ, mỗi ngày 1.000 binh sĩ, và mất 6 tháng để chiếm một cái thành phố nhỏ xíu. Và khi chiếm được nó rồi thì nó là một cái đống đổ nát, bởi vì 6 tháng giao tranh, bơm đạn, nó chỉ là một cái vùng đất trống thôi. Và bao nhiêu binh sĩ hy sinh để lấy một cái diện tích đất đai. Và từ cái khu vực này đến thành phố Tekshihi là 6 cây số. Nga đang nỗ lực và Nga đang cố gắng chiếm được cái thành phố này trước khi mùa hè. Vậy có nghĩa là Nga phải dồn dọc trong vòng 2 tháng này. 2 tháng này thì Nga phải hy sinh bao nhiêu binh sĩ? Bao nhiêu binh sĩ để lấy một cái ngôi làng 12.000 dân mà nó không còn có một cái kiến trúc nào hết trong tương lai? Vì bom đạn là thế nào nó cũng sẽ bị tiêu hủy. Để chúng ta nhìn thấy được là hiện bây giờ với cái gói trợ cấp của Mỹ chưa viện trợ đến, Nga có chiếm được những cuộc chiến thắng đó. Nhưng cuộc hy sinh của Nga nó lớn hơn nhiều so với những gì Nga mất. Có nghĩa là Nga lấy được cái ngôi làng 16.000 dân, 12.000 dân. Một cái ngôi làng rất là nhỏ dân. Mà cái số binh sĩ của Nga đã mất để lấy ngôi làng này gấp 5 lần nhiều khi cái ngôi làng này. Đó là những gì mà Nga đạt được trong vòng 6 tháng gần đây. Những cái binh sĩ của Nga đã tử vong trong chiến trường để đạt được những cái mục đích đó, nó rất là nhỏ các quý vị. Và bây giờ thì vũ khí của phương Tây nó đã đến. Vũ khí của phương Tây nó sẽ đến.
của chú anh chị em thì kết quả nó sẽ như thế nào? Nghe còn kiếm được thuộc chiến thắng không? Chắc là khó lắm. Đối với Nguyên á, là bây giờ Nga bây giờ tìm được một cuộc chiến thắng á, nó rất là khó. Rất rất là khó của chú anh chị em. Rất rất là khó. Vì đây là một cái điều mà chúng ta đã thấy rất rất là rõ là trong cái bối cảnh và tình hình ngày hôm nay, Nga bắt đầu bị sững lại. Sĩ khí của Nga bắt đầu lo lắng. Tuy rằng Nga lúc nào cũng cho là ổn định, không sao hết. Nhưng Nga bắt đầu sợ. Vì bắt đầu có những loại vũ khí được bảo vệ rất là tốt, giống như là hệ thống Patriot. Ukraine nhận sẽ nhận ít nhất là 7 cái hệ thống Patriot trong thời gian sắp tới. Ukraine nhận hàng loạt quả tiễn, đủ thứ loại quả tiễn hết. Ukraine nhận được sự giúp đỡ đến từ cái gói trợ cấp của châu Âu. Bữa nay là Liên minh châu Âu sẽ ký cái check gửi tiền cho Ukraine. Phải nói là Ukraine sẽ nhận được rất là nhiều. Tất nhiên mà cái thời gian mà gửi vũ khí đó nó phải mất một thời gian khá dài. Khoảng tầm từ đây đến mùa hè. Nếu mà gửi hết, tất nhiên là người ta sẽ đưa ra những cái gói trợ cấp khẩn cấp cũng giống như là Mỹ. Chưa bao giờ cái tốc độ gửi vũ khí lẹ như vậy. Nhưng mà các quý vị cũng thấy đó là cái sự việc mà chúng ta thấy rõ được là Ukraine đang có cơ hội lật cái kèo này. Nó là quan trọng. Ukraine đang có cơ hội lật cái kèo này. Từ yếu thế trở thành ưu thế và có thể đánh bật Nga ra khỏi nhiều khu vực khác nhau trong những ngày kế tiếp. Đó là cái điều mà Nguyên thấy nó rất là, chúng ta thấy rất là rõ. Âm thanh hơi bị ghè là bởi vì Nguyên nói khá lớn và các quý vị có thể mở cái loa lớn quá. Các quý vị dặn cái volume nhỏ lại. Dặn cái volume nhỏ lại. Bởi vì tùy theo mấy bác mở loa lớn hay loa nhỏ nha. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú anh chị em một cái sự việc nổi bật của đất nước Pháp. Mà bữa nay Nga đang tức giận nhắm vào Pháp rất là nhiều. Đặc biệt là ngày hôm nay bài phát biểu của Tổng thống Pháp nữa. Đầu tiên nhất là Nga đang giận Pháp là bởi vì đồng minh thân cận của Nga đã quay xe, đó là Armani. Armani bây giờ đã quay xe hoàn toàn với Nga mà đã chọn Pháp là đối tác liên minh. Armani đã bỏ vũ khí của Nga, mua vũ khí của Pháp. Nó đơn giản là như vậy. Và Armani đang ký hợp đồng quân sự với Pháp, nhờ Pháp trở thành cái bảo đảm cho Armani về vấn đề an ninh trật tự của quốc gia và chờ đợi được sáp nhập vào Liên minh châu Âu và NATO. Hiện bây giờ Armani đang gửi đơn để trở thành thành viên của châu Âu và của NATO trong những năm kế tiếp. Và thời gian đó Armani cần một cái quốc gia bảo đảm và bảo vệ mình. Thì Pháp là cái quốc gia được lựa chọn trong nhiều quốc gia mà Armani thỏa thuận. Nên khi ông Nga đi là Pháp sẽ vô. Đó, nói chung là như vậy. Thì các quý vị cũng biết là gần đây là lực lượng quân đội của Nga đã rời khỏi Armani. Có nghĩa là Armani bỏ Nga bắt tay với Pháp, nói chung là như vậy. Thì làm cho ông Nga ổng phẫn nộ và ổng tức giận vô cùng khi Pháp bắt đầu càng ngày càng có những cái hành động chống đối Nga. Đặc biệt là Tổng thống Pháp còn có ý định gửi binh sĩ đến cho Ukraine, mà các quý vị cũng biết đã làm cho rất là nhiều vấn đề tranh cãi trong thời gian vừa qua. Ngày hôm nay bài phát biểu của Tổng thống Pháp nó có nhiều cái vấn đề về liên quan. Bữa nay Tổng thống Pháp nói trong cái bài phát biểu nó rất là dài, rất rất là dài, rất là dài của chú anh chị em, rất là dài. Và đặc biệt hơn nữa, trong cái bài phát biểu nói từ cái thời mà Covid đến cái thời khủng hoảng của kinh tế và đến cuộc chiến tranh. Đặc biệt là Tổng thống Pháp nói là chúng ta đã thấy rõ được một cái quốc gia láng giềng của chúng ta đang có tầm đe dọa rất là lớn. Họ đang đe dọa chúng ta và cái trật tự của thế giới nó đang bất an. Và chúng ta thấy rõ được là họ không có bất cứ một cái giới hạn nào hết. Có nghĩa là theo lời Tổng thống Pháp nói rằng là Nga không có giới hạn, không phải chỉ có nuốt trọn Ukraine không, mà còn muốn nhiều hơn nữa. Và cái điều đó thì cô chú anh chị em cũng biết á, rõ nét, rất là rõ nét, rằng Pháp đã có những sự quyết định táo bạo gần đây. Và Tổng thống Pháp nói là trong những ngày kế tiếp, tôi sẽ mời đồng minh của chúng ta. Và tôi sẽ đưa ra một cái biện pháp để chúng ta bảo vệ. Các vị nó ghè Nguyên ơi.
Nguyên cũng không biết có phải ghè hay không. Bây giờ lúc nãy âm thanh tốt vì âm thanh nó ghè thì Nguyên cũng bó tay các vị. Thì Pháp cho rằng là trách nhiệm của họ phải là dẫn đầu để mà cho Nguyên hỏi một lần nữa các quý vị mến thương về vấn đề kỹ thuật âm thanh và hình ảnh có tốt hay không, có bị ghè hay không, hay là mấy bác vô đây mấy bác giả bộ khủng bố Nguyên đây. Chờ Nguyên 3 giây ha. Âm thanh ok. Được mà, phần lớn bà con nói được mà. Bà con phần lớn đều ok hết trơn rồi. Phần lớn số đông là ok, có một số lượng mấy bác là kêu không ok thôi. Thì mấy bác kiểm tra lại cái hệ thống của mình. Hệ thống của mình nếu mà mình nghe không rõ thì mấy bác phải kiểm tra lại. Ok, vậy là Nguyên hiểu rồi. Nếu mà số lượng mấy bác kìa, còn mấy bác kia là vô đây là muốn cắt đi cái cảm hứng của Nguyên chia sẻ đúng không? Không sao, không sao. Chúng ta tiếp tục bản tin. Thì Tổng thống Pháp đã có kêu gọi là trong những ngày kế tiếp, ông sẽ mời hết tất cả những cái nguyên thủ quốc gia để ông họp và sẽ đưa ra một cái biện pháp đối đầu trực tiếp, tìm một biện pháp để đối phó với Nga. Và trong Nguyên ngừng 3 giây ở đây, trong Nguyên hỏi một câu. Mình đang tâm tình thời sự Ukraine và Nga, đúng không? Mình không nói gì tới Việt Nam, mến thương Việt chúng ta hết, đúng không? Vậy tại sao Nguyên hỏi một câu mấy bác Red Bull là phải lúc nào vô đây cũng quậy diễn đàn của chúng ta hết vậy? Mấy bác Red Bull có thể giải thích cho một bước không? Mình đang nói Ukraine mà Nga mà. Mình đâu có đụng chạm gì với dưới hiện bây giờ với Bắc Trọng hay là Thủ tướng Phạm Minh Chính hay là Bác Hồ gì đâu. Chưa đến lúc mà. Chương trình thứ hai mới nói. Mình phải biết là thời điểm không? Cái thời điểm nào Nguyên nói thì mình hãy vô nói. Còn cái thời nào mà Nguyên chưa nói thì mình đừng có nói. Nó. Bây giờ mình đang nói Macron, mình đang nói Putin, mình đang nói Joe Biden mà. Đúng không? Phải từ lúc chứ, không sao, không sao. Anh em, chị em thì người ta có trách nhiệm. Nguyên nói là nếu mà chúng ta đứng phía bên kia, chúng ta đối lập với nhau, thì người ta gây phiền phức cho mình hay là người ta chọc mình, đó là chuyện bình thường. Nguyên không có buồn phiền chuyện đó đâu. Không có buồn phiền chuyện đó. Chứ Nguyên chỉ là thắc mắc là mình nói về Putin, tại sao họ cũng nhột. Nguyên cái điều là Nguyên đang thắc mắc đó. Mình nói về Putin mà, tại sao họ cũng nhột? Ủa, họ có liên quan với Putin hả? Cái điều là Nguyên đang thắc mắc đó. Cái điều là mỗi lần nói đến Putin là bị nhột là sao? Đó. Các quý vị biết tại sao mà Putin nói Putin là bị nhột không? Tại sao người ta nói là Putin không tốn một đồng mà nuôi một đám bò đỏ? Là Nguyên hiểu rồi đó. Nó không tốn một xu nữa mà nuôi một đám luôn. Một đám luôn. Thôi, chúng ta không nói nhiều. Chúng ta tiếp tục... Lạ cái chỗ đó nói Putin cũng không có được nữa. Bây giờ nói Putin cũng không được là nhảy đông đỏng lên, khổ lắm. Đó là nhiều khi Nguyên nói đó, người Việt Nam mà có nhiều người lạ lắm, cái lạ vô cùng. Nói chung là đất nước Pháp của Nguyên đang trở thành một cái quốc gia dẫn đầu tại châu Âu và chuẩn bị đối phó với Nga. Tổng thống Pháp đã có một cái quyết tâm mà lần đầu tiên Nguyên thấy ổng có một cái quyết tâm cái gì nó lâu bền. Đây là lần đầu tiên Nguyên thấy cái quyết tâm của ổng nó được thời gian mấy tháng rồi. Và ổng đang muốn trở thành một cái quốc gia dẫn đầu để mà giữ một cái trật tự. Wow. Thì cái hành động này thì Nguyên quan ninh nghĩ là châu Âu cũng phải bắt đầu phải tự Hoa Kỳ. Cái điều đó từ đó tới giờ Nguyên không bao giờ thích là châu Âu dựa dẫm vào Hoa Kỳ các quý vị. Nguyên không thích cái điều đó. Và Nguyên đã mong muốn cái điều mà châu Âu tự lực cánh sinh. Vì chỉ có như vậy thì cái tiếng nói của châu Âu mới mạnh liệt. Vì châu Âu bị lép phải nói là châu Âu bị lép. Châu Âu là một cái châu lục rất là cường mạnh về kinh tế cả quân sự, nhưng bởi vì thiếu cái sự đoàn kết và thiếu cái sự nhất trí, châu Âu đã dẫn đến nhiều sự bế tắc.
nhiều sự bế tắc. Và cái điều đó là cái điều có ghè mà nghe được cháu ơi, cảm ơn bác nhiều. Chắc là lúc nãy Nguyên nói là âm thanh nó bị nghe được, các bác cứ làm cho Nguyên bị hoang mang với mấy vấn đề này hoài. Các bác gắng cố gắng đi. Bây giờ chương trình nó đang nửa chừng này, không lẽ bây giờ Nguyên tắt cái chương trình là Nguyên chỉnh lại thì nó phiền lắm đúng không? Thì chờ Nguyên 3 giây ha. Nếu các bác đòi hỏi như vậy thì cho Nguyên 3 giây. Rồi. Alo alo, vừa khô lên giá. Nguyên không hiểu. Alo alo, vừa khô lên giá. Ai có má các bạn vừa khô. Và bây giờ thì hỏi lại một lần nữa. Vấn đề kỹ thuật âm thanh và ánh sáng có ok hay không? Nó bây giờ mà chỉnh nữa mà không còn nghe nữa là chịu bó tay. Em thua, em thua. Ok. Thì bỏ qua cái chuyện mà ghè ở đây, dù có ghè thì Nguyên cũng không có chỉnh nữa, vì Nguyên cũng không cách nào chỉnh được hơn nữa các bạn nhé. Thông cảm cho Nguyên, đây là cái mức mà Nguyên đã chỉnh tối đa rồi, tối đa rồi, Nguyên không cách nào chỉnh hơn được nữa. Và bây giờ thì cho Nguyên tiếp tục cái sự kiện và bản tin để cho các quý vị thấy rõ được là tình trạng biến cố nó như thế nào và chuyện gì đã xảy ra tiếp tục. Hiện bây giờ thì phía bên tình báo của Anh Quốc đã bắt đầu khẳng định rằng thấy rõ là Nga đang củng cố lực lượng ở tại biên giới của Ukraine và Nga sẽ có cuộc đánh lớn từ đây trước mùa hè. Theo cái nguồn tin mà phía bên tình báo của Anh Quốc cho biết, thì cái điều này chúng ta đã đoán được trước, Nguyên đã đoán được trước chứ không có cái gì mà khó đoán hết. Vì cái thời gian mà vũ khí của phương Tây viện trợ Ukraine nó không đến một lúc, nó đến rất là chậm, nó đến từng đợt và từng đợt. Và Nga chỉ có cơ hội trong thời gian ngắn, đặc biệt là cái tầng này là cái tầng tốt nhất cho Nga. Sau đó càng lâu thì Nga sẽ càng khó khi vũ khí phương Tây đến càng nhiều. Nên là Nga chỉ có thời gian mà vũ khí chưa đến đầy đủ, đặc biệt là máy bay F-16, hệ thống Patriot và nhiều vũ khí khác chưa đến đầy đủ, thì Nga có thể lợi dụng thời cơ để mà xuất kích và tấn công mãnh liệt. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu rất là rõ, nhưng mà một cái điều mà Nga sẽ hối hận. Nga sẽ trả giá rất là đắt khi cuộc tấn công này. Vì lý do tại sao? Thứ nhất là Mỹ đã âm thầm viện trợ một số lượng quả tiễn. Tất nhiên không đơn giản là chỉ có Mỹ đâu. Một số quốc gia khác cũng sẽ âm thầm viện trợ. Tôi nguyên cảm ơn Mạnh Thường Quân đến từ Đài Loan. Một số quốc gia khác cũng âm thầm viện trợ. Đó là một cái điều. Ngoài ra nữa thì đạn dược trong tương lai nó sẽ đến. Nên là Tổng thống Zelensky đã ban lệnh cái gì? Bắn tối đa. Kẻ địch tấn công là bắn không có do dự gì hết. Và đã được ban lệnh bắn tối đa. Và phía bên tình báo của Anh Quốc đã cảm nhận được là cái số lượng mà đạn dược của Ukraine đã bắn đã có sự thay đổi lớn. Vì các quý vị phải biết là Nga tấn công là Nga tấn công bằng đoàn. Tấn công bằng cách nào? Đầu tiên nhất là Nga sẽ tấn công bằng quả tiễn máy bay không người lái. Và trong cái thời gian mà tấn công quả tiễn máy bay không người lái, xe bọc thép và xe tăng của Nga sẽ đi trước. Và bộ binh sẽ đi sau. Và muốn làm điều đó là phải tiêu hủy, cắt đi cái sự tấn công của Nga, chia ra nhiều đoạn. Mà muốn làm điều đó phải có pháo lực mạnh liệt. Phải có pháo lực. Và Tổng thống Zelensky đã ban lệnh không hà tiện nữa, bắn tối đa. Kẻ địch tấn công là tiêu hủy cho bằng được. Thì đây sẽ làm cho Nga sẽ tổn thất nặng nề. Nga sẽ tổn thất rất là nặng nề. Nếu Nga hy sinh một số lượng lớn binh sĩ, thì Nga sẽ lấy được một cái ngôi làng Tikhiny. Nhưng mà Nga phải hy sinh một binh sĩ cực kỳ là nhiều để lấy một cái ngôi làng 12.000 dân số. Mà bây giờ chẳng còn ai. Và nó chỉ là một cái đống đổ nát. Và khi lấy được rồi thì cái tổn thất của Nga, khi lực lượng của Ukraine dồn dập phản công, thì Nga còn te tua hơn nữa. Nên đối với Nguyên, 2 năm vừa qua thì Nguyên cũng đã đủ đánh giá được cái khả năng quân sự của Nga. Trong Nguyên nói Nga sẽ yếu dần với thời gian chứ không có lớn mạnh dần. Lý do chắc là chắc như vậy nào, mấy bác Red Bull sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Bởi vì những cái binh sĩ tinh nhuệ của Nga đã chết trên chiến trường hết rồi. Những cái binh sĩ tinh nhuệ của Nga
2 năm vừa qua là ngấm của tỏi hết. 500.000 binh sĩ đã đi hết rồi. Những còn là những tân binh, những binh sĩ được huấn luyện vài tháng đưa ra chiến trường. Những binh sĩ này nó không làm, tuy rằng số lượng Nga đông, nhưng cũng chẳng làm được cái gì hết. Vì không có thiếu kinh nghiệm, thiếu hoàn toàn kinh nghiệm tác chiến. Chưa nói là Liên minh NATO đã gửi cố vấn an ninh. Cố vấn, không phải chỉ có Mỹ gửi không, mà Liên minh NATO đã gửi. Chỉ đáng tiếc là Nguyên không biết ai là người đại diện. Nguyên hoàn toàn không biết, Nguyên chỉ biết là NATO đã gửi, gửi quân sư đến. Nhưng mà Nguyên không biết là gửi ai đến thôi. Hiện bây giờ cái người được gửi vẫn là bí mật. Mỹ cũng đã gửi người, nhưng vẫn không rõ người nào. Cách như vậy. Chưa biết, nhưng là có thêm quân sư đến nữa. Và với những cái sự phối hợp, giúp đỡ về mặt vũ khí, về mặt tình báo, về mặt vệ tinh, những cái mặt này nó sẽ giúp đỡ rất là lớn cho Ukraine để có một cơ hội phản công mãnh liệt. À, Bolton, Nguyên không thấy, Nguyên cũng không thấy ông Bolton xuất hiện. Và nếu là ông Bolton thì Nguyên lại khoái đó. Nếu mà John Bolton mà được gửi làm cố vấn trong cái cuộc chiến tranh thì Nguyên rất là khoái đó. Vì John Bolton tuy rằng chúng ta ghét ổng vì có nhiều phía cạnh, cái tánh tình của ổng hơi kỳ cục. Nhưng về vấn đề cố vấn quân sự chiến tranh thì ổng không phải là người dở. Ổng không phải là người dở nghe các quý vị. Ổng không phải là người dở, chỉ là cái con người của ổng nó kỳ cục. Và cái sự Nguyên nói là cái sự cuồng nhiệt chiến tranh của ổng nó quá sợ. Ổng khoái chiến tranh, có nghĩa là cái gì muốn tranh đó. Và gửi ổng đến ở tại Ukraine là Nguyên nghĩ là cái thời điểm này là thích hợp nhất. Gửi ổng làm cố vấn cho Tổng thống Zelensky là Nguyên nghĩ là thích hợp nhất. Vì ổng không sợ trời, không sợ đất. Và ổng lúc nào cũng có một cái sự suy nghĩ táo bạo cho cuộc chiến hết. Nếu mà gửi ổng đi cũng phải lũng là một cái người đó. Nhưng mà Nguyên không biết phải là gửi ổng đi hay không. Nhưng mà Liên minh NATO đã gửi một số lượng người. Và Mỹ cũng đã gửi một số lượng cố vấn. Đúng vậy, ổng rất là hiếu chiến. À, cái từ ngữ chính xác đó, các vị dùng đó. Ông John Bolton là người rất là hiếu chiến. Ổng đâu cũng muốn chiến tranh hết. Nên là người ta rất là sợ ổng ở chỗ đó. Sợ ổng là ổng không thích cái đàm phán hòa bình. Ổng muốn dùng vũ lực để giải quyết mọi vấn đề. Nên là John Bolton rất là phù hợp trong cuộc chiến tranh ở tại Ukraine và Nga. Tất nhiên là ổng có phải được là người được gửi hay không thì Nguyên không rõ. Và Mỹ thì đã gửi rồi đó. Mỹ đã âm thầm gửi và NATO cũng âm thầm gửi rồi. Nhưng không biết cái người được gửi đi là ai thì không được nêu lên. Nên là cái điều đó đều đáng tiếc. Thì với những cái sự giúp đỡ về Ukraine mọi mặt, và cỡ này thì Ba Lan đang định là bắt người gửi về cho Ukraine nữa. Ba Lan sẽ bắt người gửi về cho Ukraine nữa là một cái điều sẽ có nhân lực. Thì với những cái sự phối hợp này, Nguyên nghĩ là không bao lâu chúng ta sẽ nhận ra những bản tin khá là vui chắc như vậy nha. Khá là vui. Ngoài ra thì Nguyên muốn cập nhật cho các quý vị một cái quốc gia, đó là Qatar. Gần đây thì chính phủ Qatar công bố là họ chuẩn bị tổ chức một cái buổi họp hòa bình cho Ukraine. Thì các quý vị cũng biết là Thụy Sĩ sắp sửa sẽ tổ chức vào tháng 6, ngày 15, ngày 16 Tây ở tại Thụy Sĩ. Chính phủ của Thụy Sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng một cái nơi để chứa gần cả trăm mấy quốc gia. Tất nhiên là không có Nga được tham dự. Nguyên không biết Việt Nam có được mời hay không thì Nguyên cũng không có rõ. Vì Nguyên cũng chưa coi được cái danh sách ở của Thụy Sĩ khách mời. Mà Thụy Sĩ nó họ sẽ mời trên 100 quốc gia. 100 quốc gia tham gia để cái cuộc tìm một biện pháp hòa bình cho Ukraine. Thì ngày hôm nay Qatar cũng đứng ra một cái vai trò. Thì cỡ này Qatar khá là nổi tiếng vì cái vai trò kêu là ngoại giao. Thì Qatar muốn tổ chức một cái buổi hòa bình cho Ukraine. Rồi Qatar hiện bây giờ cho rằng là hiện bây giờ tôi đã có khoảng tầm 40 quốc gia tham gia. Nhưng mà cái danh sách chúng tôi nó chưa có hoàn thiện. Và cái ngày mà tôi lựa chọn chúng tôi chưa có công bố, nhưng chúng tôi có khoảng tầm 40 quốc gia tham gia. Có nghĩa là tới giai đoạn này rồi thì người ta bắt đầu muốn cuộc chiến tranh này nó thúc đẩy hòa bình sớm hơn. Vì người ta biết để cái cuộc chiến tranh Ukraine và Nga nó sẽ dẫn đến rất là nhiều những vấn đề mà kêu là bế tắc. Và nó sẽ dẫn đến nhiều liên lụy khác, vì tình hình Trung Đông nó vẫn chưa có nguội lạnh. Tình hình Trung Đông mới tạm thời ngừng để thôi. Trong những ngày kế tiếp nó có thể dậy sóng. Và người ta không muốn có hai cuộc chiến lớn ở cùng một thời điểm.
Nên là người ta đang cố gắng tối đa để làm sao chấm dứt cuộc chiến tranh này cuối năm 2024. Mà cái điều này thì Nguyên nghĩ là cái nỗ lực của họ không có đạt được thành công. Nguyên thật luôn, Nguyên nói thẳng với các quý vị luôn. Nguyên thấy là cái nỗ lực mà muốn chấm dứt cuối năm 2024 này đó, trong cái thời điểm Tổng thống Mỹ là không bao giờ có thành công hết. Thứ nhất là Nga đang chờ đợi chính trị của Mỹ như thế nào, ai sẽ làm Tổng thống và cái đường lối chính trị kế tiếp nó sẽ như thế nào. Kế tiếp nó như thế nào, đó là cái điều mà người ta đang muốn chờ đợi và ai cũng chờ đợi điều đó hết. Đó là một mặt. Mặt thứ hai, đó là người ta đang muốn xem xét coi cái tình hình chiến sự Ukraine có đủ khả năng đánh bật Nga ra khỏi những cái khu vực mà Nga đang chiếm đóng hay không. Nên đối với Nguyên, Putin sẽ không bao giờ thỏa thuận nếu trong tình trạng bầu cử của Mỹ và chưa nắm rõ ai làm tổng thống và cái đường lối chính trị của Mỹ trong tương lai như thế nào. Thứ hai là Putin nếu mà còn chiếm được ưu thế trên chiến trường thì Putin sẽ mãi mãi không bao giờ đàm phán. Muốn dẫn để Putin đàm phán nó phải có hai lý do. Là cái người tân tổng thống kế tiếp hay là tổng thống Joe hay là tổng thống Trump là những người quyết đoán đối phó với Nga. Thứ hai, trên chiến trường Nga thất bại nặng nề. Hai cái điều này nó sẽ dẫn đến Putin không còn đường chiến thắng và Putin không cá cược với thời gian nữa. Putin không thể cá cược với thời gian và kéo dài và Putin bắt buộc phải đàm phán hòa bình. Còn nếu không thì không có cái lý do gì mà ổng sẽ lùi bước để ổng mất đi cái vị thế và người dân khiển trách ổng vì đã đổ máu quá nhiều mà không đạt được thành quả. Nên là đối với Nguyên á, là ai cũng đang mong đợi cuối năm 2024 có một cuộc hòa bình thì Nguyên nghĩ không đơn giản như vậy. Cuộc hòa bình nó phải là sau năm 2025 hay là trong năm 2025 nếu có những biến cố lớn xảy ra. Còn nếu không thì không có. Ngày hôm nay có một bản tin khác nữa nó khá là làm cho chúng ta nhẹ nhàng một chút xíu. Là giám đốc tình báo của Ukraine đã tiết lộ chúng ta biết một bản tin rằng là về vấn đề vũ khí hạt nhân. Theo đánh giá của giám đốc tình báo của Ukraine cho biết là về vấn đề vũ khí hạt nhân, Nga sẽ không sử dụng trong cái cuộc chiến tranh Ukraine và Nga. Thì cái điều này đó là một cái điều mà chúng ta thực tế là nó cũng có một cái điều nhẹ nhàng hơn các quý vị nghe rằng là theo họ đánh giá là Nga sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trong cái cuộc chiến tranh này. Đó là một cái điều mà Nguyên thấy nhẹ nhàng lắm, rất là nhẹ nhàng. Cái điều đó thì cũng sẽ làm cho chúng ta khỏi phải lo lắng là tình hình cuộc chiến nó sẽ không vượt qua cái kiểm soát. Vì hiện bây giờ đó, nó vẫn chưa biết rõ được là nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân thì cái phản ảnh của NATO nó sẽ như thế nào. Đây là một cái câu hỏi mà rất là nhiều người đã hỏi. Và tất nhiên là châu Âu và NATO đã từng có một câu trả lời là chúng tôi sẽ có những hành động tương xứng những gì Nga làm. Nhưng đây là một cái câu trả lời nó không nhất quán mà cũng không biết làm cái gì hết. Cái điều đó là cái câu tới ngày hôm nay chưa có ai nói câu tham chiến hết. Họ nói là họ sẽ có những cái hành động tương xứng với những gì Nga làm. Có nghĩa là như thế nào thì không ai rõ các quý vị. Nên là hiện bây giờ thì theo tình báo của Ukraine nói là không thấy Nga có một cái dấu hiệu sử dụng vũ khí hạt nhân. Thì đó cũng là một cái tin tốt cho Ukraine. Là một cái tin cực kỳ là tốt cho Ukraine. Vì cái cán cân quân sự nó sẽ được thăng bằng. Sau 6 tháng yếu thế thì cán cân quân sự nó sẽ được thăng bằng với cái gói trợ cấp của nhiều quốc gia, đặc biệt là gói trợ cấp lớn của Hoa Kỳ. Thì Nga sẽ không còn cơ hội chiến thắng nữa. Đặc biệt là cho Nguyên nhắc lại là Ukraine đang xây cái biên giới phòng thủ kiên cố 2.000 cây số. Và cái thời gian cuộc chiến tranh càng kéo dài thì cái phòng thủ của Ukraine nó càng xây vững chắc và tốt đẹp. Và Ukraine có một cái biên giới đằng sau lưng chiến trường, có một biên giới phòng thủ kiên cố mà mãi mãi Nga không gờ bẻ gãy được. Cái điều này nó đều cực kỳ là tốt cho Ukraine trong cái giai đoạn này. Thì chúng ta thấy rõ được đến ngày hôm nay thì ai ủng hộ Nga thì sẽ thất vọng đó. Nguyên nói mà trong tương lai mấy bác nào ủng hộ Nga sẽ thất vọng. Cái điều mà Nguyên rất là thắc mắc, trên cả thắc mắc, đúng ra người Việt Nam chúng ta phải ủng hộ Ukraine mới đúng. Vì chúng ta bị đe dọa, cái tầm đe dọa chúng ta kế bên một cái quốc gia cường mạnh, đó là Trung Quốc. Nga, Ukraine thì bị Nga đe dọa.
Có thể nói là cái bối cảnh Việt Nam và Ukraine nó rất giống nhau với việc, xin lỗi, cái bối cảnh Ukraine và Nga giống Việt Nam và Trung Quốc rất là giống nhau. Chúng ta đều có những có ông đàn anh lớn mạnh uy hiếp chúng ta hết. Đúng ra thì người dân Việt Nam chúng ta, chính phủ Việt Nam chúng ta phải sát cánh cùng Ukraine. Để một ngày nào đó mình bị tấn công, mình bị người ta xâm nhập, thì cũng có những quốc gia khác ủng hộ mình như vậy. Nhưng Nguyên không biết tại sao mấy bác Red Bull lại điên cuồng vì ủng hộ một cái quốc gia nào đó mà đem đất nước của mình nguy hiểm. Và có nhiều người nói vui lắm các vị. Ôi trời ơi, đất nước tôi bảo vệ. Trung Quốc có quýnh thì tôi bảo vệ. Ủa anh bảo vệ bằng cái gì? Cái đất nước của anh có chút xíu à. Khí tài quân sự anh chút béo à. Công nghệ anh chẳng có cái gì hết. Nền kinh tế anh nó thao túng. Anh đánh nó bằng cái gì? Không có người giúp đỡ anh đâu. Anh bảo vệ bằng cái gì? Nói chuyện trên trời không à. Nói chuyện trên trời không à. Nói chuyện trên mây không à. Đất nước Việt Nam tôi thì người Việt Nam tôi bảo vệ. Đâu cần thằng Tây thằng Mỹ nào vô. Nói chuyện trên trời dưới đất không. Nói chuyện mà không nhận thức và ý thức và hiểu biết được cái gì hết. Mà nói chuyện mình đánh với Trung Quốc đánh bằng cái gì? Lấy cái gì quýnh Trung Quốc? Lấy mắm tôm hả? Nguyên nó đầu óc mà không thông là sách bọc đi lông cũng nặng mà. À, nhiều khi mà Nguyên không muốn cãi vã hay là mình muốn nói để tranh cãi. Bởi vì mình biết là đã nói là Khổng Tử đã nói rồi. Không cãi lý với người say mà không nói nhiều với người ngu mà. Mà nó hoài cũng không có hiểu. Ta nói là người say mà đi cãi lý với họ thì cãi bằng cách gì? Mà nói nhiều với người ngu thì cũng vậy thôi. Đèn khải tai châu không có tác dụng được gì hết. Lý do mà Nguyên nói á, người Việt Nam và đất nước Việt Nam, chính phủ Việt Nam đúng ra phải đứng về phía Ukraine. Vì chúng ta phải đứng về phía yếu, vì chúng ta ở trong cái thế yếu. Chúng ta ở trong cái thế yếu. Mà ngược lại chúng ta đi ủng hộ kẻ xâm lược là sao? Rồi mai mốt người ta quýnh mình, ai giúp mình? Rồi cái miệng tao thèm ai giúp? Đâu thèm ai giúp, tôi quýnh được, nước của tôi bảo vệ. Nói chuyện tào lao không? Bảo vệ bằng cái gì? Đầu tư của người ta là bao nhiêu ngàn tỷ Mỹ Kim một năm? Khí tài quân sự của người ta là bao nhiêu? Người ta có bao nhiêu ngàn chiếc máy bay? Mình có bao nhiêu chiếc? Người ta có bao nhiêu ngàn quả tiễn? Người ta có bao nhiêu hệ thống phòng không? Mình lấy cái gì mà quýnh với người ta? Nếu mà quýnh được với người ta thì mình đâu có mắc Trường Sa mà Hoàng Sa mà người ta uy hiếp Biển Đông mà mình câm như hến. Câm như hến mà không nói được một câu. Nên tại sao Nguyên rất là thắc mắc. Tới bây giờ Nguyên vẫn không hiểu. Thí dụ mà Nguyên nói về vấn đề đề tài của Việt Nam thì mấy bác lập trường chính trị đối lập lên án Nguyên thì đúng rồi, bị mình lập trường đối lập mà cái quan điểm mình khác biệt. Mình nói Ukraine và Nga thì mấy bác cũng không được, đụng tới Nga cũng không được. Trời ơi, ghét là Nguyên khổ thiệt. Ghét các quý vị có biết là sao? Nguyên cứ với Nguyên không hiểu là tại sao người đó tới giờ đó ai đặt tên là cái bò đỏ đó, Red Bull đó, Nguyên sửa lại thành Red Bull đó. Nguyên sửa thành Red Bull cho nó lịch sự đó. Vì Nguyên con người Nguyên thích nó, cái Nguyên thích là kêu là mình nói làm sao mà ta nghe nó lọt tai. Cái người mà chế ra cái từ ngữ nó quá chính xác luôn, Nguyên không biết, Nguyên bái người đó sư phụ. Cái người nào mà đặt cho những người như vậy đó, Nguyên thấy đúng y hệt luôn, miêu tả đúng bản chất luôn, nó không sai cái chỗ nào hết. Nó không có một cái bộ não, nó không thể nào cởi mở và nó không thể nào mà tân tiến mà có thể hiểu biết được, không thể nào vô được một chữ nào. Ở Trương Quốc Huy đặt là bò đỏ, Nguyên không biết phải hay không thì Nguyên không hiểu. Nhưng mà ai đặt cái tên bò đỏ đó thì Nguyên thấy nó quá chính xác. Nó quá chính xác luôn. Nó không có cái nào mà thấy là một cái sự tiến bộ chỗ nào hết. Không thấy một cái sự tiến bộ chỗ nào hết. Nguyên thì sửa thành Red Bull cho nó lịch sự. Red là đỏ, Bull là bò, Red Bull là bò đỏ. Đó. Mình nói chuyện cho nó lịch sự. Nhưng mà đúng y hệt luôn, không thể nào có cởi mở và tìm hiểu được và biết được là cái tầm quan trọng của đất nước, mình phải đứng ở một cái vị thế nào để bảo vệ tương lai của đất nước mình hết. Chỉ không cần biết cái điều đó, họ không cần hiểu cái gì hết, chỉ cần có một cái tiếng chuông là chạy đụng 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 thôi đó, hoàn toàn tào lao biết đau không. Cái điều đó là điều mệt lắm các quý vị. Những người như vậy đó, họ không phải là người yêu nước, họ là những người hại đất nước.
Họ là những người đang hại đất nước. Họ cho họ là người yêu nước. Họ suy nghĩ họ là người yêu nước nhưng không phải. Họ là người hại đất nước. Họ đang hại đất nước Việt Nam chúng ta rất là nhiều. Họ không nhìn được cái tương lai đất nước Việt Nam chúng ta phải ra sao. Nhưng họ chỉ có cắm đầu. Họ chỉ không cần biết phân biệt đâu đúng đâu sai. Chỉ cần có một cái gì đó họ không thích là họ chỉ cần dập tắt, đáng sợ vô cùng. Thì cái đó là cái điều mà Nguyên đang rất là lo. Rất là lo. Mấy bác Red Bull là Nguyên lo lắm. Nguyên lo cho mấy bác Red Bull lắm. Vì cái thế hệ sau mà ai cũng giống như bác Red Bull là không biết chừng nào đất nước Việt Nam chúng ta mới phát triển. Cái điều mà người Việt Nam chúng ta phải bận tâm cuộc chiến tranh Ukraine và Nga nó có nhiều nguyên nhân về lý do lắm. Thứ nhất là cái tình trạng của chúng ta nó cũng tương tự. Trong tương lai chúng ta không biết giữa Việt Nam và Trung Quốc nó có xảy ra chiến tranh hay không thì không ai bảo đảm điều đó. Mà trong lịch sử thì chúng ta biết là chúng ta đã xảy ra rất là nhiều lần. Năm 1979, nó gần đây thôi, nó cũng chẳng xa, thì lịch sử nó vẫn còn ở đó. Chúng ta đã thấy được cái sự hành động của Trung Quốc. Trong tương lai, vì một cái chuyện nhỏ, vì một cái chuyện nào đó, với cái sự quyết định của chính phủ nào đó, thì Trung Quốc vẫn có thể làm tương tự như vậy với Việt Nam chúng ta mà thôi. Khi lúc đó chúng ta không hiểu được là chúng ta đang có một cái cơ hội rất là lớn trên thế giới ngày hôm nay. Một cái cơ hội mà chúng ta có thể thoát ra khỏi được cái sự kèm kẹp của Trung Quốc. Đặc biệt là thế giới ngày hôm nay đang bắt đầu đối đầu với Trung Quốc. Ngày xưa thì họ bắt tay với Trung Quốc. Nhưng bây giờ thì các quý vị cũng thấy được là cái dấu hiệu là họ bắt đầu đối đầu với Trung Quốc. Điển hình là Mỹ, điển hình là châu Âu và nhiều quốc gia khác. Xung quanh Trung Quốc đều bắt đầu có cái dấu hiệu đối đầu. Và chúng ta có một cái cơ hội để tách rời ra khỏi họ. Nhưng mà mấy bác Red Bull thì không. Không, 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 không. Và tới bây giờ vẫn chưa bao giờ mấy bác Red Bull. Nguyên coi nhiều diễn đàn lắm. Nguyên đi coi nhiều diễn đàn có mấy Red Bull lắm. Chắc Nguyên hay vô mấy Red Bull Nguyên coi lắm. Nguyên lắng nó Nguyên coi thôi. Người ta nói gì nói mình nghe thôi. Mình nghe để làm gì? Để cho mình hiểu được người ta suy nghĩ cái gì. Thì nó thực tế là họ nói nhiều vấn đề lắm. Phần lớn họ nói là nói về vấn đề là thế lực thù địch ở nước ngoài. Nhưng chưa bao giờ họ nói Trung Quốc hết. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ một cái diễn đàn nào của bác Red Bull mà dám nhắc đến Trung Quốc hết. Thì để cho các quý vị biết là đất nước Việt Nam chúng ta đang sợ Trung Quốc đến mức độ nào. Mức Việt Nam chúng ta sợ Trung Quốc đến mức nào. Vì sợ có ai nói đến Trung Quốc và lãnh sự quán Trung Quốc không hài lòng. Thì nó kêu, ê, trọng lên đây ta biểu. Khi lúc đó mình ở nước mình. Trung Quốc hà hiếp mình về chủ quyền biển cả. Con dân của mình không dám lên tiếng. Mà không thấy nhục. Mà tối ngày thì toàn là lực lượng thù địch ở Mỹ. Khi cái lực lượng thù địch nó đang sát kế bên. Mà nó hành hung mình. Mà mở tiếng còn không dám nói. Mà chạy đi tối ngày bên Nga là sao? Mấy ông làm ơn đi. Mấy ông làm ơn mở não chút xíu. Cái kiểu này hoài là khổ lắm à. Cái kiểu này hoài là khổ lắm. Cái kiểu này hoài là Nguyên thực tế là khổ lắm. Chứ bây giờ Nguyên không biết cách làm sao mà để khai phá được cái bộ não này được. Bây giờ có làm sao khai phá? Khi lúc đó tầm đe dọa đất nước Việt Nam chúng ta đang bị đe dọa trực tiếp chứ không phải là gián tiếp. Trực tiếp chứ không phải là gián tiếp. Khi lúc đó không phải là mình không có cơ hội để thoát chung. Có các cái vậy. Bây giờ có. Ngày xưa không có. Ngày xưa không có cơ hội thoát chung. Nhưng bây giờ có. Bây giờ Philippines nè, Nhật Bản nè, Nam Hàn nè, Mỹ nè, Canada, Úc nè, hàng trăm quốc gia đang muốn kéo Việt Nam về phía họ. Nhưng bởi vì cái bộ não không thông, không dám ra khỏi, không dám quay lưng về với Trung Quốc. Không dám. Không dám các cái vậy. Vì sợ. Vì sợ. Nên tại sao Nguyên nói á, mấy bác Red Bull á, lập trường đối lập mấy bác chống như thế nào Nguyên không nói gì hết. Mấy bác có thể chống cái lập trường chính trị. À ok. Cái lập trường chính trị tư bản của mày ta không thích. Ok. Bởi vì Nguyên là sống tự do mà. Nguyên tôn trọng. Nguyên tôn trọng tất cả cái suy nghĩ đối lập. Nhưng các bác đang chống những cái vấn đề nó ảnh hưởng đến đất nước là Nguyên lại không thấy hài lòng. Dạ. Yeah. Giống như các bác đã ủng hộ Nga. Các bác đang vô tình chấp nhận Trung Quốc xâm lược mình. Cái điều đó Nguyên không có hài lòng. Nguyên thấy nó kỳ khủ lắm. Nhá. Thí dụ bác nói ok, ta không thích tư bản. Ok, đó là cái lý tưởng, mỗi người một lý tưởng. Chánh trị
cai trị nhân loại nó thay đổi không ngừng. Cai trị bằng cách vua chúa đầu tiên chúng ta cai trị bằng bộ lạc. Sau đó chúng ta tiến bộ hơn, chúng ta cai trị bằng trưởng làng. Sau từ từ chúng ta cai trị theo cái đế chế vua chúa. Rồi dần dần chúng ta có nhiều cái thời đại khác nhau nó thay đổi. Phương cách cai trị nó không quan trọng. Phương cách cai trị nó theo cái thời đại và nó phù hợp mà thôi. Không có cái lý tưởng nào nó bền vững mà cái lý tưởng nó mãi mãi hết. Nó chỉ là nhất thời trong một cái giai đoạn của lịch sử. Nên đối với Nguyên, Nguyên không bận tâm cái điều đó. Nhưng mấy bác đi ủng hộ một cái cuộc xâm lược, rồi nó dẫn đến một cái quốc gia cường mạnh kế bên có thể xâm lược chúng ta. Có phải ngu không? Có phải có vấn đề không? Vấn đề nó nặng nằm chỗ đó đó. Còn mấy bác không thích tư bản thì chuyện của mấy bác không thích cái gì cái kia là không sao hết. Đảng Dân Chủ không thích đảng Cộng Hòa, đảng Cộng Hòa không thích đảng xã hội không thích đảng xanh. Chuyện nó quá bình thường đối với Nguyên. Vì đó là cái quan điểm chính trị thôi. Nhưng cái này đã liên quan đến an ninh quốc gia. Cái này nó liên quan đến an ninh quốc gia. Mà mỗi lần nói chuyện với Nga là mấy bác nhảy đông đổng là sao? Là sao? Em mỗi lần nói chuyện với Nga là mấy bác đúng ra là phải hoan nghênh Ukraine, ủng hộ Ukraine, ca ngợi Ukraine, để chúng ta cùng một cái hoàn cảnh nhỏ đánh lớn, bảo vệ chủ quyền. Mà mấy bác lại không làm. Ngược lại mấy bác ủng hộ cuộc xâm lược. Một ngày nào đó Trung Quốc nó quýnh, rồi người ta sẽ nhắc một câu: ê, ngày xưa đó Ukraine bị quýnh đó, mày đi ủng hộ xâm lược, bây giờ tới mày đó, đó là hậu quả đó, đó là nhân quả đó. Của các quý vị sẽ nói cái gì? Đó.